Ok, và xin chào tất cả anh em. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của mình. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với chế độ đấu trường chân lý nhá. Và mình đã nhận được rất là nhiều ý tưởng của anh em đã comment ở trên kênh YouTube của mình. Và hôm nay thì mình sẽ chọn lọc ra những ý tưởng hay và mình sẽ cố gắng làm trước. Cũng như là rất là nhiều anh em đã comment rằng là rất là ưa thích cái hệ đó chính là hệ phù thủy. Hôm nay thì mình sẽ cho anh em xem sức mạnh của hệ 6 phù thủy. Và sẽ có điều bất ngờ về lay game nhá. Anh em sẽ cùng đón xem điều bất ngờ đấy là gì. Ok, hiện tại thì mình đã xây dựng được một cái hệ đó chính là hoang dã rồi. 4 hoang dã. Tại vì cái hệ hoang dã này theo mình đánh giá là nó rất dễ tìm. Đấy, nó có con Ahri này, Vengar, Warwick, Nidalee. Đấy, cho nên là chúng ta rất dễ tìm cái hệ hoang dã này. Cho nên là trong cái hệ hoang dã này có con Ahri là nó có là trong cái hệ pháp sư đó. Cho nên là lấy tăng tốc độ đánh thì chúng ta sẽ có được cái lượng mana hồi rất là nhanh nữa. Cho nên mình sẽ cho con Ahri này, chơi con Ahri này, thanh nghiệm pháp sư luôn. Rồi, ai đây? Orianna. Orianna. À nhầm, Orianna. Đọc nhầm, Orianna over. Ok, tính tiền cho bạn này luôn. Ace bắn khá là lực đây. Mà rất là tiếc, Ahri của tôi trưởng một phát quay. Cao chín đuôi trưởng mấy mà không tới luôn. Và cũng như là anh em nào có ý tưởng gì hay thì hãy, và anh em ưa thích một cái hệ gì đấy trong chế độ đấu trường chân lý này thì anh em hãy đừng quên comment phía dưới cho mình biết. Mình sẽ cố gắng làm ra những ý tưởng của anh em đặt ra cho mình. Rồi, top 1 là không có quyền lựa chọn rồi anh em ạ. Nếu mà được lựa chọn thì mình sẽ lựa chọn cái nếu mà được thôi nhá, mình sẽ lựa chọn cái gậy khóa cổ. Mọi người chọn gì thế đây? Ok, Bisuki, Bisuki chọn gì đây? Thìa vàng sao? Ok, Bisuki đã lấy thìa vàng rồi. Còn một gậy khóa cổ trong người con Rengar và một gậy khóa cổ trong người con Lulu. Đừng mà, đừng lấy gậy khóa cổ của tôi. Please. Oh shit. Vậy thì mình sẽ lấy con này. Tại vì con Sivana này là một cái vị tướng mà nhiều tiền nhất trong những cái vị tướng còn lại rồi. Ta bán nó và chúng ta lấy được 3 đồng. 3 đồng. Ok. Và anh em đang xem thì hãy nhớ ấn like và đăng ký kênh để có thể ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhá. Một lần nữa cảm ơn anh em rất là nhiều. Đây, cho này cùng giáp cho nó tanh cho nó trâu đi. Hiện tại thì mình đang thiếu một cái hệ phù thủy nữa. Và có Lissandra với cả con Brain. Và cái hệ đó chính là hệ nguyên tố. Ui, nhìn khá là trâu đây. Ok, tiêu diệt nào. Chỉ cái Ahri của tôi trưởng 2-3 nhát thôi. Thấy không anh em? Thấy chưa? Trưởng 2-3 nhát tôi là siêu thốn luôn. Nổ vọng âm cực kỳ đau. Zamba thằng Garen ăn hại này. Zamba thằng Garen. Zamba thằng Garen. Ok luôn. 88 tiết. Hiện tại mình đang dẫn đầu bằng xếp ạ. Kích bại top 1. Vega này. Vega. Chắc là mình sẽ từ từ nhá. Tại vì con Vega này nó nhiều tiền quá. Mình sẽ không nó nâng cấp nó lên 2 đâu. Tại vì mình chơi 6 phù thủy mà. Hiện tại mình để những cái con Warwick và con Vega kia đều thể kích hệ thôi. Thôi mua lại đã. Cho nó lên 2 cho nó trâu đi. Bán chắc là không chơi được cái hệ nguyên tố được rồi. Với cả mình đang muốn giữ cái lượng tiền nó chính là tiền 20 đồng á. Ôi, chủ là 4 à? Chủ là 4. Chắc là anh ta chơi hệ đó chính là hệ Virus à? Virus pháp sư sao? Cũng là một cái chặng đường cực kỳ dài đấy. Và Virus là mình được căng cung kìa. Đấy, bắn cực kỳ đau luôn. Và Ahri của tôi được gọi là trưởng thì thôi chứ. Không ngại bố con thằng nào, không ngại bố con thằng nào nha. Đố anh em biết mình hiện tại mình đang tìm môn gì. Không ra vị tướng một mình ưa thích rồi. Có Rengar này. Rengar 2 đi. Rengar
28 tiền. Ok, nearly 2 rồi, không cứ để đây. Bây giờ mình cần là một con một con gì đấy. Thế chút nữa thì mình sẽ bán một cái con nào đấy để kích hoạt cái hệ phù thủy, hệ phù thủy lên. Bán Darius chẳng hạn, khi mà con Morgana của mình lên được 2 sao. Đang nuôi đấy anh em, phải nuôi nó mới mạnh được. Chứ giờ cho vào mà nó kích kệ thì chúng ta bị yếu đi thì nó cũng không ổn áp anh em ạ. Con Darius nó tanh rất là trâu luôn. Lại Brand. Không chơi được Brand rồi. Con Brand này là một cái con sát thương gọi là cực kỳ tởm nhá. Nếu mà anh em ưu thích cái con Brand này, hiện tại thì con Brand nó đã có hai hệ rồi, ác quỷ và nguyên tố. Anh em nào ưa thích Brand, muốn cho Brand tăng hệ pháp sư thì mình anh em hãy comment phía dưới. Comment phía dưới. Mình sẽ cố gắng biến Brand thành pháp sư cho anh em xem. Nếu mà anh em muốn biến một cái con gì đấy nó thành theo hệ mà chúng ta chơi ấy thì chúng ta cần cái thìa vàng, mà thìa vàng thì rất là khó khăn rồi đấy. Anh em phải chơi chiến thuật thì chúng ta mới đoạt được cái thìa vàng, mà một khi đoạt được thìa vàng thì lượng máu thì không còn nữa. Ui đội hình trâu thế, cố lên. Ủa đội hình của mình mới mạnh, bên bắn cát là lực đây, nhưng mà rất tiếc rồi, tính tiền cho cầu trúc luôn. Giờ là tôi không ngại ai rồi, 88 tiết rồi. Tôi mà nuôi lên được con Morgana được lên 2 sao thì cho nó xuất chuồng thì thôi chứ. Lulu. Từ từ nha. Ok vậy đi. Thế rồi tính sau. Lulu 1 2 3. Hiện tại tôi đang có 3 pháp sư rồi. Nếu mà lên được 6 pháp sư thì chúng ta cần thêm những cái con tướng mà mình muốn chơi về lay, như là con gì ta, con rồng này, đúng rồi, con rồng. Giờ tôi cần rồng cơ. Nếu mà anh em bút phun cho rồng nó cạc đợt một phát thì nó quá là điều bình thường rồi, đúng không anh em? Mình sẽ cho anh em xem cái gì mới. Đến kênh của tôi thì anh em toàn được xem những cái gì mới lạ thôi. Mong là anh em hãy đừng quên ấn like vào cái kênh để ủng hộ mình nhiều hơn nữa. Cái gì đây, trưởng xong tới thế này. Trưởng một trưởng đi. Ui. À. Sao lại thua nhảm thế nhở. Đậu xanh. Thua nhảm thế. Không sao không sao. Mình đang cái chuỗi thắng gọi là liên tục mà bị ông này ông bại thế này chết rồi. Chán quá. Venga không chơi. Mình đang để nó để kích hệ thôi. Chứ mình không chơi đâu. Đừng có dụ mà. Cái hoang dã này mình cảm thấy là nó về lay nó hơi yếu nhá. Hơi yếu thôi. Chúng ta có thể chơi hệ hoang dã kích hoạt với hóa hình sư thì nó mạnh hơn. Anh em mà chơi hệ hoang dã này không á thì nó cực kỳ yếu. Tại vì trong cái bộ hoang dã thì nó có con Nidalee và con Gna là trong cái hệ hoang dã, và nó có thêm cái hệ đó chính là hệ hóa hình sư. Anh em chơi hoang dã kết hợp với hóa hình sư thì nó cực kỳ mạnh hơn. Nó đùa tôi à? Thằng anh Blank nó ném mình một phát, đánh bom phát chết con Ari của tôi luôn. Chết ngay đam chính rồi. Nếu tôi biết phải làm sao. 49 đồng. Ê, PC mạnh phết nhỉ. PC chơi hệ gì đây? Chơi hệ cướp biển kết hợp với cả xạ thủ rồi. Ok, top 2. Không có cái trang bị mà mình ưa thích cả. Cái tôi ưa thích là cái gậy khóa cổ cơ. Anh em lấy gì cũng được, tôi không cần. Nếu được thì hãy cho tôi con sầu quen. Tôi bán tôi lấy 5 đồng. Không được luôn. Vậy thì tôi sẽ phải lấy Sivana. Không có luôn. Tôi đã bị cướp hết rồi anh em ạ.
lấy cùng giáp vậy. Cùng mana thì tem mình thì cũng không cần thiết lắm. Tem mình cái tem sốc sát thương mà. Chú đợi cho anh em xem cái lỗi này. Lỗi cực kỳ bá luôn. Nó siêu lỗi. Rồng này. Giáp gai luôn, ok. Rồi. Úp cấp lên. Cho con rồng vào. Đấy, chúng ta vừa có 4 hoang dã và có 4 phù thủy. À, 3 phù thủy. Quá thơm luôn. Xúc sắc nào, để dành tiền đi. Tại thì con tai lướt của mình nó trong một cái hệ nó hơi thừa tí. Không sao, cho nó tanh cũng được. 1, 2, 3, 4, 5, 6 người lùn rồi. Chưa gì mà đã có 6 người lùn rồi sao. Mà rất tiếc cho 6 người lùn. Gọi là chúng tôi toàn xài sát thương kỹ năng thôi. 6 người lùn như không à. 6 người lùn này sát thương đợt đánh thì mới hụt thôi anh em. Chứ nó không thể nào mà né được cái sát thương kỹ năng nhá. Đấy. Né hộ sát thương kỹ năng luôn. 6 người lùn mà không chơi con Kennen ta. À. Nhưng ông ấy còn thiếu con Nen được vậy. Rồi không có luôn. Akali được rồi. Đấy anh em thấy không. Chút nữa mình sẽ cho anh em sức mạnh của con Akali này. Khi mà chút nữa mình sẽ bàn cái đồ của con Ari kia nhá. Mình sẽ cho vào con Akali này. Đấy cái nhân tố đặc biệt của chúng ta đấy. Tại vì hiện tại nó đang một cái lỗi boom cực kỳ lớn luôn. Dành cho gọi là cái con những vị tướng nào cũng được. Chỉ cần nó gọi là gây ra kỹ năng và nó nổ vọng âm thì thôi chứ. Anh em sẽ được chiêm ngưỡng về lấy game. Khi mà chúng ta đã được 6 phù thủy đã. Rồi luôn Biosugi à. Liệu là chúng pha trả thù Biosugi hay không. Trường đi Ari. Đấy. Bắt đầu thốn rồi. Ui. Renga làm việc chậm thế nhở. Renga 2 sao mà không bắt được Akali luôn. À thằng Bipotu luôn kìa. Ok luôn. Chút nữa trả thù Biosugi sao anh em. Biosugi chỉ còn 26 tiết mà thôi. Trong đây thì top 1 đang còn 77 tiết. Vega này. Đấy. Mình sẽ cố gắng úp bọn nó lên 2 sao trước khi mình sẽ cho nó vào. Akali luôn. Ok, Vega chắc mình sẽ lên Vega 2 thôi. Vì con Vega 2 để nó kích hệ rồi anh em, chứ không chơi nhiều. Chơi nhiều nó bị loãng ấy. Chúng ta chỉ chơi 1-2 con nó kích hệ và chúng ta gọi là cho nó vào để nó làm bao cát cho chúng ta thôi. Còn anh em nên dồn đam vào một con chủ lực. Đấy. Chứ nữa anh em sẽ được có xem chưng ngưỡng cái con đam chủ lực Akali của mình. Tại vì con Akali này thì nó là một cái hệ nhẫn giả. À hệ ninja. Và thêm nữa là cái hệ đó chính là hệ sát thủ. Mà hiện tại mình không chơi sát thủ nhá. Cho nên là hệ nhẫn giả thì cũng ok rồi. Với cả con Akali này nó gây ra cái sát thương diện rộng anh em. Một khi mà nó nổ vọng âm nữa thì thôi chứ. Cực kỳ thốn. Mình sẽ thay vào đi. Ok. Đến lúc chúng ta sẽ phải bán con Này đi luôn. Ôi Akali. Xuất chiêu. Từ từ bút đồ cho con Morgana đi. Lulu. Thấy chưa anh em, những Akali của tôi tỏa sáng này. Trời ơi, what the fuck. Một phát đội hình bốc hơi tem bạn luôn. Khó hiểu chưa. Quá kinh khủng khi mà Akali đạt được những trang bị như thế này. Rồi. Tiếp tục nào. Akali đi. Morgana này. Chẳng này chắc có thể lên được Morgana với cả con ấy ba đấy. Rồng này. Morgana này. Lulu này. Rồng thôi. Rồng tiếp luôn. Thôi không rồng ba đâu. Cứ mua đã.
Ok. Sai bằng hết, sai bằng hết. Thế thôi. Cho con này đi. Rồi anh em chuẩn bị xem này. Sweet. Ooh, what the fuck? What the fuck damn? Anh em thấy không? Khó hiểu thật. Đây đúng là một cái lỗi khi mà chúng ta sử dụng sát thương kỹ năng á, thì vọng âm nó nổ, thì vọng âm nó còn cộng thêm cái phần trăm sát thương kỹ năng nữa. Đây là một cái lỗi nha anh em nên chơi trước khi nó bị fix. Lỗi này là lỗi siêu bá luôn, là bung lớn luôn á, bung lớn, bung lớn. Ari, ok Ari 2 đi. Không. Morgana kìa. Ván rồng đi. Morgana luôn. Ari chắc là mình không lên được 3 đâu, chúng ta mình bán nó đi à. Kiếm BF, huyết kiếm, không được. À, kiếm xem này. Sao tính tiền ông này luôn rồi. Ui, cái này là chưa nổ vọng âm. Đấy, nổ vọng âm kìa. Chết rồi. À, không sao không sao. Còn những thành viên còn lại. Cố lên. Không được không được. Người thắng mình chắc là do may mắn mà thôi. Khi mà cái vọng âm của mình nó chỉ gây ra được một người thôi. Bây giờ chỉ còn 1, 2, 3, 4, 5 người. Cho tôi cái gậy khóa cổ. Cho tôi cái gậy khóa cổ. Please. Anh em lấy thìa vàng các kiểu đi. No. Biosi đã lấy mất cái gậy khóa cổ của mình rồi anh em ơi. Tôi phải biết lấy gì đây. Lấy Lulu đi. Lên Lulu 2 đi. Không có thìa vàng. Không có gì cả. Sao sao. Tôi mà lên được cái hai cái mũ thủy anh em thì mắt ping luôn. Mắt ping luôn. Lulu 2 này. Ok, hết sạch tiền rồi. Một Katsadin nữa thôi mà rất là có ra anh em ạ. Ok. Chơi cái này thì chúng ta không cần xếp đội hình nhiều. Đây, anh em chụp xem này. Cái xoẹt phát chết hết luôn này. Bụt. Ấy trời ơi, nó nổ vọng âm cực kỳ thốn nha. Cái vọng âm mới chỉ có một người thôi đấy. Vọng âm mà nó lan ra thì thôi chứ. Vọng âm mà nó lan ra thì thôi chứ. Akali này thì nó là một sát thủ ấy. Nó bay ra cái vị tướng ngoài cuối cùng của tay bạn. À, đội xa nhất. Nó sẽ gọi là thể hiện kỹ năng. Lulu. Bán Lulu đi. Rồng. Bán luôn. Bán luôn. Đây là khi chúng ta không có gì để làm cả. À, ganh blank 3 đến từ vị trí của Yusugi rồi kìa. Rồi, nhảy đến thằng Raven cho tôi. Akali. À, là cái ông nào đấy? À, ông này đấy thắng mình chắc là do may mắn thôi này. Bây giờ thì đã khác rồi. Úi trời ơi. Đội hình lên mặt sao lại bốc hơi hết thế kia? Ui, what the fuck? Nó sức mạnh thần kỳ của trang bị vọng âm Luden rồi anh em.
Cặp bán sao à? Cặp bán sao. Cố lên, cố lên. Trận giao tranh giữa KHANG và Biusugi. Uầy, Derven của Biusugi. À không, KHANG đã chiến thắng được Biusugi rồi. Một trận quyết chiến. Này Mangana. Đây Mangana. 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 Bán con Ari đi nha. Bán Ari đi nha anh em. Tìm Mangana nha. Một Mangana nữa thôi. Tôi đi Mangana 3 sao rồi. Rồi. Hết 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 hết. Sau cái tên này chúng ta tính. Bụp. Úi xời ơi. Chú ơi chết hết luôn kìa. What the fuck. Akali carry rồi. Một quy này. Một quy này. Ok. Đội BC chỉ còn 2 tiết thôi anh em. Còn 2 tiết thôi. Hiện tại mình đang gấp lượng máu 25 lần Biusugi rồi. Giờ mình để tiền up level nữa thì thôi chứ. Bá của bá. Gậy khóa cổ kìa. Để cho tôi lấy gậy khóa cổ đi. Ok. Mình sẽ đạt được cái gậy khóa cổ này rồi. Nó cũng sẽ lên được 20% nữa. Và còn mạnh hơn nữa nha anh em. Rồi nha. Morgana 3 sao là anh em xác định rồi đấy. Ok, trận này tính tiền cho Biusugi luôn rồi anh em. Tính tiền cho Biusugi. Akali làm việc đi. Bọt. Úi xời ơi. 53 mấy cái thằng 3 sao này. 1 quy, 2 quy là chết. Cái này đúng là siêu lỗi nha anh em. Siêu lỗi. Này Biusugi đã trở thành cắt bụi rồi anh em. Cắt bụi rồi. Kassadin, Kassadin, Kassadin. Không ra luôn. Rồi nha. Tôi chuyển Akali qua bên này. Ok. À, lần này thì có cái le rồi. Úi trời ơi. Cái le cái lủng thì làm cái gì đấy? Cái le cái lủng. Ủa đau đấy, đau. À, còn 2 tiết thôi, còn 2 tiết thôi. À, được con sứ giả đấy. Sứ giả này chắc là mình sẽ cho con rồng nhá. Con rồng của mình để cho nó càng đờm nữa. Đấy, nổ sát thương gọi là ấy ra nữa. Nổ sát thương vọng âm ra nữa anh em. Là hai con sát thương vọng âm. Là bá đạo rồi là càng thêm bá nữa. Gọi là siêu bá luôn. Anh em gọi là nên thử cái bùi đồ này trước khi mà nó bị pick nha. Anh em có thể cho bất kỳ con nào mà có thể theo mình á, theo mình là con Akali đấy. Nó vừa ít mana là một này, vừa xài kỹ năng nhanh này. Đấy. Cho nên là anh em cho nó kích hoạt vào âm thật là nhiều vào. Đây. À, vô cực kiếm à. Vô cực kiếm một trang bị rất là mạnh đấy. Nhưng mà rất là tiếc. Mình đã mạnh rồi. Bây giờ là có thêm vọng âm nữa thì thôi. Thôi bây giờ up level lên thì nó này mạnh quá đúng không anh em. Mạnh quá. Kassadin. Kassadin. Ra đi mà. Rồng.
Cassadin, ra đi, ra, không ra anh em ơi. Ok, mình cảm thấy bây giờ cũng là gần mát ping rồi. Gặt hái thêm mạng thì cũng trong một đốt nhàng mà thôi. Ui. À. Rồi, cũng ổn. Ui chứ là đợt điểm choáng kìa. Không xong rồi. Cố lên. Ây à. R. Ui, R không bốc hơi được. 2R. Không kịp tới luôn. À, lật kèo à. Sẽ là người thắng mình chắc cũng nhờ may mắn mà thôi anh em. Akali 3 này. À không. Ra đi. Ra. Không ra luôn. Nhỏ thế nhở. Đây. Tại vì đội hình của mình xếp hơi cao á. Bây giờ mình xếp thấp lại tí. Akali bây giờ nó bay vào cái con Draven là thua luôn rồi. Thế bạn nó thua luôn mà. Hoặc là đợi cái vọng âm nó nổ dính ba người là chết ngay. Đây. Để xếp không cho Akali nhảy vào rồi. Mà xếp cho cái nổ vọng âm anh em. Chuẩn bị xem nổ vọng âm của tôi nhá. Vọng âm. Rồi xong rồi, bay đến thằng Draven thì thua rồi. Con gì nữa đâu. Không có gì để mất cả. Ok. Xin nhẹ cái tao một. Bột. Ok. Và trận đấu của chúng ta đã kết thúc tại đây rồi. Một lần nữa cảm ơn anh em đã xem video của mình nhá. Và hẹn gặp lại anh em ở những video sắp tới. Tạm biệt.